Mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh IT Computer Vlog. Hôm nay mình gặp một cái màn hình Toshiba, TV Toshiba của khách nhờ mình kiểm tra và sử dụng. Và mình đã mở ra và phát hiện là cái nguồn mắc, không có nguồn, không có kích nguồn, không có kích nguồn được. Đó, là bây giờ mình, khi mình cắm điện vào là không có nguồn. Bây giờ mình mở qua ra mình kiểm tra là thấy hiện tượng là mắc đầu ra đầu vào tủ lọc nguồn thì có đầu vào nhưng mà đầu ra thì mắc. Bây giờ mình mở ra mình kiểm tra là các cái mức điện áp đầu ra và ép đầu vào thì kiểm tra mình thấy là phát hiện là những cái đầu vào của cái câu chị thì không đứt, dây thì ok, của sơ cấp thì qua tụ lọc nguồn thì có điện áp đầy đủ, nhưng mà đầu ra thì mắc. Để tiếp bước các bước kiểm tra sửa chữa thì mình sẽ tiến hành đo đạc và kiểm tra coi như nó bị tình trạng nào, bị chết ở con nào. Rồi bây giờ là mình sẽ kiểm tra tình hình. Rồi bây giờ mình kiểm tra nguội ha, kiểm tra nguội cái câu chạy. Câu chạy ok ha. Rồi kiểm tra cái đầu này. Mấy cái phần rồi con khét đầu ra này chặt rồi ha. Con khét đầu ra này chặt rồi đó, con đầu ra này chặt rồi. Chặt rồi, có nghĩa là hai Q DS lên hết. DS một rồi, DS cũng lên. Đó là con này đã bị chặt rồi. Đó. Rồi con này bị chặt rồi, bị chặt chắc rồi. Bây giờ là mình cắm vào mình đo nóng. Mình cắm vào mình đo nóng mình kiểm tra coi thứ là nó bị gì ha. Mình kiểm tra mất cái diode đầu ra thôi. Diode đầu ra cũng chậm luôn rồi. Diode đầu ra kế với cái phần cắt cho nguồn 5V. Kiểm tra nóng nha, mình kiểm tra nóng. Kiểm tra nóng rồi 300V này, 310V, 315V. Kiểm tra cái hai cái tụ này nha. Rồi 5V, 5V nó 5V3. Bên này tụ bên điện thoại 20V. Đó, chứng tỏ là tụ lọc nguồn đầu vào có 300V. Và nó chỉ nguồn cấp cho hai cái tụ này là cũng có nguồn luôn. Một cái là 5V3, một cái 20V nha. Đó. Bây giờ mình đo cái con diode này xem nó có cái nguồn về không. Có nguồn về không? Bên này thì bước đầu ra rồi, không có nguồn luôn nha, không có nguồn đầu ra nha mọi người.
là chứng tỏ là cái vùng đầu ra này không có này, chắc chắn là bị chết con phép này. Rồi mình đo cái hai cái chứng tụ nữa, rất là thấp, không phải sáu đến một phẩy, không phẩy sáu, dao động từ 2 2 2.2 2 chấm, không biết nói trở lại rồi. Wow, con này nóng ruột tay mọi người đó, mình rồi là con này rất nóng ruột tay rồi. Rồi không biết gì ra gấp à, con này chắc chắn là bị chết cái con phép này nè. À, chết con phép này, hai con phép với con điếu nữa. Rồi điếu còn nóng này ha đó, con này không nóng, con này rất mát, con này rất nóng. Rồi à, bây giờ là mình mở nguồn ra, tháo con này ra thứ là nó là con gì. Sau khi tháo cái bo này ra, rồi mình tháo hai cái con phết, một cái con phết này ra ha, phết ba chân này ra, phết ba chân này ra, và diode này đó ra đó. Mình đo bên ngoài trực tiếp thì mình phát hiện là hai con này bị chết chập nha, đó, bị chết chập. Mình đo hai, tất cả hai chiều đều lên hết, đó là con phết cũng chết mà con diode đầu ra cũng chết ha. Đó. Bây giờ mình đang hùng chị đang ok giờ theo mình ha. Cái là điếu trước nhau mọi người. Rồi bây giờ mình đo một chiều này, một chiều này, chiều lên này, ngược lại, ngược lại một chiều lên và một chiều ngược lại cũng lên, chứng tỏ nó chết này ha. Còn con này á, riêng con này là con vậy, mình chỉ cần đo hai ds là nó phát hiện lên rồi nè. Đổi kim lại, khoảng lên ha. Rồi đó mình đo thêm một chân nữa, mình đo một chân này nữa ha. Lên nè ha, đó, ngược lại, DS tiếp, đó, mọi người, đó ha, rồi con này là bị chậm này. Bây giờ mình kiếm một con phép với một con diode, cái mã số như này nè, mã số này là. Mã này, cái mã này là không STK0765. Đó, cái con này là STK0765. Đó, mình tìm cái con tương đương, kim cương tương đương để làm sao cái vôn và cái dòng nó là lớn hơn là được cái vôn STK65, STK là 0765, nghĩa là cái 65 là số 150V đó. Đây, 150V rồi này. Diode này mình có thể tìm con đương đương này. Để mình kiếm con những con đương đương mà thay vào cũng nó có chạy ra ngoài. Sau khi mà thay hai con này là cung phép này nó bị bung lên rồi ha, bung lên. Bây giờ mình cạo lớp mặt lần hàng vào ha. Sau khi mình thay vào cái con diode này với cái cung phép này thì mình làm một cái tảng dọc để nó làm mát. Lúc đầu mình kiểm tra mình sờ vào rất là nóng, nó nóng có khả năng là dễ gây chết cung phép này ha. Đó. À, bây giờ là mình chỉ cắm vào mình kiểm tra nguồn nó có lên hay không và mình đo tất cả các đầu ra của nó đủ nguồn hay không, nó có lên màn hình không ha mọi người. Ok, tại hai con phép, hai con phép mình cũng thấy là một con phép và một con diode.
Bây giờ mình đã ráp cái mặt vào nhau mọi người. Bây giờ mình cắm nguồn vào cho mình test thử. Còn nó có cái lưng nguồn không? Rồi mình đo đạt, mình vào 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 ra thế ha. Rồi, ok, cái này đã sáng đèn. Đó, đã sáng đèn rồi, đó, sáng đèn rồi, đó, sáng đèn sẽ được sáng bay rồi, hiểu không? Bây giờ là có nguồn rồi, có người có nguồn rồi. Thì bây giờ trước tiên mình phải dùng đồng hồ để mình đo các mức. Rồi, ok, rồi, đo 300V rồi đó. Rồi, ok, có chính xác 300V rồi vào. Đó, mình xuống mức 200, đo tủ lập đầu ra, tủ đầu ra. Rồi, ok, 75 là cao ha, nhưng mà chắc khả năng chạy ok. 75, rồi, có nguồn rồi. Cái tủ lập này là có nguồn rồi, đã yên tâm rồi. Cảm ơn rồi, tủ lập này có nguồn rồi là cái nửa này. Nên là khi mà nguồn này nó sẽ chạy qua đây, qua lập đầu ra của 5V này. 5V là có rồi, nên nó mới qua mới con tắc. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đo hai cái này. Ok, có 5V, 3, 5, 4. Rồi mình đo cái bố giờ ra 5V này. Ok, đó. Đo được ha, đo được ạ. Ok rồi đó nha. Đây là cái đầu ra này 5V tí. Ra người qua có cái nhiệt. Nó là bó chính. Cái gì này là cắt cho cái con này là ok. Còn này có nguồn ha. Bây giờ là mình chỉ thử cái đèn. Bây giờ cái đèn này là cái bài ha. Trên cái bài. Bây giờ mình thử cái đèn này cho nó lên nguồn màu xanh không ha. Đã lên nguồn màu xanh. Ok. Rồi mình kiểm tra cái màn hình. Kiểm tra màn hình. Màn hình này đã lên luôn rồi này. Ui. Đã lên màn hình luôn rồi mọi người ơi. Ok, màn hình này đã lên rồi. Màn hình này đã lên rồi là ok rồi. Rồi. Đó, có nghĩa là lên thế này là ok rồi màn hình mọi người ơi. Rồi, cái ban bẩn này là mình đã sửa hoàn thành. Là ban không kích nguồn. Là chết phép và chết diode của đầu ra. Cắt qua bo tín hiệu, bo chính và bo không công tắc. Nên là bây giờ là mình đã sửa xong và nguồn đã lên, màn hình đã lên. Đó, bây giờ mình tắt này. Bây giờ cái video này là mình kết thúc tại đây. Là mình đã hoàn thành sửa cái ban này. Ok, mọi người xem cái video này thấy hay và có hữu ích thì chỉ like và chia sẻ và đăng ký kênh cho ủng hộ cho Trúc Cơ Hà, để những lần sau Trúc Cơ Hà ra những video có ích và ý nghĩa hơn cho mọi người cùng xem. Xin chào mọi người. Ok, đó, rất tuyệt vời.